Vâng, xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến clip của channel Cây Cảnh TV nha. Thì hôm nay tiếp tục với clip Mai Chiến Thủy Bonsai. Thì mình xin giới thiệu đến lô này mới về có 10 cây đấy. Có 10 cây đấy. Hàng đang lên lá non luôn, rất là đẹp nhé. Đây, chuẩn bị lên bông rồi nhé. Đấy, chuẩn bị lên bông rồi nha anh em. Tại vì mai chân thủy rất là rẽ lên bông, cứ sau một lần cắt tỉa là nó sẽ lại lên bông nhé. Thì đây, cái này là cây số 1 nhé. Đấy, tổng thể dáng cây đây, tàn tứ diện nhé, chia tay rất đều luôn. Đấy, tàn tứ diện chia tay rất đều này. Đấy, gốc thì bằng nửa cổ tay nhé. Đấy, gốc bằng nửa cổ tay rất là đẹp nha. Đây là cây số 1 nhé. Còn đây là cây số 2 này. Cây số 1, cây số 2 này gốc đã bằng nhau nhé. Gốc bằng nhau này. Tay thì tứ diện này. Cây số 2 này dáng hơi bay bay này. Đấy, anh em nhìn không? Dáng hơi bay bay. Đấy, tổng thể dáng cây số 2 đây nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Yeah. Rồi. Thì hai cây đầu tiên số 1, số 2 này mình cũng xin báo giá luôn nhé, là 350.000 một cây. Yeah. Mai chân thủy số 1, số 2, hai cây này là 350.000 một cây. Đấy. Hàng này anh em mua về để bàn uống nước thì cũng rất là xinh luôn nhé. Đấy, có hai cây thôi nha. Thì hai cây đầu tiên này là 350.000 một cây. Vâng, còn đây là cây số 3 nhé. Anh em nhìn thấy không? Gốc đế thì cũng rất là đẹp luôn. Còn gốc bằng cổ tay. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Tay nó đã rất dày rồi nhé. Hàng này đã thành phẩm tay rất dày rồi. Đấy. Tổng thể cây để cho anh em quay đấy, tứ diện chia tay rất đều nhé. Đấy, cây này tứ diện chia tay rất đều nhé. Đấy, anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Anh em mua về để chơi, để trước cửa nhà đấy, cứ sau một đợt cắt tỉa là nó lên bông rồi, rất là thơm luôn nhá. Đấy, đây là cái số 3 nhá. Nhìn quá phúc rồi, rất là dày tay rồi nhá. Còn đây là cái số 4 ạ. Gốc đế thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy. 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 Tổng thể dáng đấy, anh em nhìn không, phúc ở trên này rất là dày luôn rồi nhé này. Đấy, anh em thấy không, tay bông rất là dày luôn. Đấy. Đấy. Mình sẽ quay một vòng để cho anh em coi. Rất là dày luôn rồi nhé. Đấy, tầm thấy dáng cây số 4 này ạ. Đấy, này tay rất là dày, đã thành phẩm từ rất lâu rồi nhé. Còn đây là cái số 5 nhé. Gốc thì cũng rất là to luôn. Anh em thấy không? Rất là to luôn rồi. Đấy, anh em nhìn, nhìn đây thì biết này, tay bông nó rất là dày luôn rồi nhá. Hàng này tay bông rất dày. Bông, rồi nhá. Bông của mai chiếu thủy này rất là thơm luôn ạ. Đấy. Tay bông rất là dày. Hàng này dáng lượn, thân lượn rất đẹp luôn nhá. Đấy.
áo này. Anh em thấy không? Hàng một thân có gốc rất đẹp luôn. Đấy. Chia tay lên đây. Chia tay bông lên rất đều và đẹp luôn nhé. Đấy, đây là 6. Thì, mấy cái này là nó chưa cắt tỉa nên là nhìn nó hơi rối rối đi, nhưng mà khi mà mình cắt tỉa xong thì đảm bảo là nó sẽ rất là đẹp luôn nhé anh em. Đảm bảo khi cắt tỉa xong rất là đẹp luôn. Và đây là cái số 7 nhé. Rất là dày luôn rồi nè, quả phúc rất dày nhé, tay rất dày luôn. Anh em mua về chơi còn nghĩ rất dày và đẹp. Số 8 này. Cây số 8 với cây số 10 là mình đã cắt tỉa để cho anh em quay đấy. Để nó lộ gốc ra rất là đẹp luôn nhé. Gốc thì rất là to luôn. Đấy. Tay bông thì cũng rất là dày rồi nhé, nhưng mà mình mới cắt tỉa xong thì để anh em thấy được là khi cắt tỉa thì cây nó gọn thì nó sẽ lộ ra cái dáng của nó này nha, rất là đẹp luôn đó. Đấy, anh em thấy không, lộ ra cái dáng rất đẹp nha. Đấy, từ trên đến dưới này. Đấy, chia tay rất đều luôn nha. Dưới để lộ ra khoảng trống để nhìn thấy gốc nha. Anh em mua về cây này cũng có thể làm thác đỏ được này. Đấy nhé, anh em sửa đi để làm thác đỏ cũng được nha, rất là đẹp luôn ạ. À, anh em thấy không? Rồi, đây là cái số 9 nhé. Đây, cái này thì gốc cực kỳ bự luôn. Bông cũng rất là dày nhé. Tổng thể dáng cây thì mình nghĩ là rất là đẹp luôn rồi. Đấy, anh em thấy không? Tổng thể dáng đó, cây lên thẳng này, chưa tứ diện rất đều luôn nhé. Đấy, đây là cái số 9 nha. Đây, anh em. Còn đây là cái số 10 này. Gốc cũng rất là đẹp luôn. Cái hàng này gốc đế rất đẹp, rất là to luôn, to hơn cổ tay đấy. Anh em nhìn thấy không này, tứ diện này, chia tay từ gốc này, tay bông từ gốc này, tay nó thân này, xong rồi những cột ngọn có phúc này, tay bông thì rất là đều rồi nhá. Đấy, tổng thể dáng cây đấy, thân lượn hơi bay bay nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi, thì 10 cây mình cũng đã quay hết. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0355823389. Mình sẽ để số điện thoại này lên màn hình luôn nhé. Rồi, thì mình cũng xin báo giá luôn. Từ cây số 3 đến cây số 10 này mình xin bán với giá là 600.000 một cây nhé.
từ cây số 3 đến cây số 10 này mình xin bán với giá là 550 ạ. 550 nhá. 550k nhá. Rồi. Thì clip của mình cũng đến đây là hết nhá. Xin chào và gặp lại anh em ở các clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.